Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Hiện nay Cường đang có mặt tại lỗ Hà chuyên ngoại Duy Tiên Hà Nam quý vị các bạn nhé. Đây là một trong những công trình mà bên Kiến trúc HCG đang quá trình thiết kế và công trình của chủ đầu tư đang rơi vào giai đoạn hoàn thiện nhé quý vị các bạn. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần hình thức công trình, mặt tiền cũng như là giải pháp về không gian để cho quý vị và các bạn có thể nắm bắt được và áp dụng trực tiếp vào trong cái khuôn viên trong cái công trình của nhà mình. Thì đây chính là cái bộ hồ sơ của bên công ty cổ phần Kiến trúc HCG. Hương cho anh xem qua một chút được không? Đây chính là cái bộ hồ sơ của bên mình nhé quý vị các bạn nhé. Thì là bên mình đã gửi về hồ sơ cho gia chủ và gia chủ đã làm theo đúng cái mặt bằng công năng của công trình rồi, có dấu đỏ của công ty cổ phần Kiến trúc HCG. Bây giờ thì mình xin phép là quay về giới thiệu cho quý vị các bạn về cái mặt tiền công trình trước, sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích cái không gian, cái công năng bên trong. Thì đầu tiên quý vị và các bạn có thể thấy được rằng đây phía bên hông bên này đó chính là cái phần khu bếp được tách riêng như quý vị các bạn nhé. Khu bếp này đang có cái kích thước là Hương đọc qua anh qua cái kích thước nhé để anh chia sẻ cho bà con. Đầu tiên thì chúng ta có một cái khuôn viên của cái phần khu bếp là bên này. Đó là chúng ta sẽ có một khu bếp ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ có lối lên và phần bên này thì chúng ta sẽ có một cái khu nhà chính quý vị các bạn. Đây phần bên nhà chính thì chúng ta đang có ở đây là các cái cột được bên HCG thiết kế theo cái dạng là cột hiện đại. Cột này rất là đẹp, chia ra thành rất là nhiều những cái đường sẻ chỉ, phía trong là ốp đá nhé quý vị các bạn. Hiện nay thì là anh Thể đang chưa đi vào giai đoạn sơn thôi, nhưng mà cái công trình đã cực kỳ là đẹp và sang trọng rồi. Chúng ta sẽ có tiếp ở đây, đó chính là cái phần cửa sổ của ngôi nhà. Thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là toàn bộ cái hệ cửa của công trình hiện nay bên mình đang sử dụng là cửa ba cánh, nhưng mà đang chưa ốp nha quý vị các bạn nhé. Toàn bộ khung ở bên dưới thì là ốp bằng phào, và ở giữa phần thân của công trình, ở phần giữa phần thân của ngôi nhà thì là bên mình đang sử dụng là các cái phần thẻ sẽ kẻ chỉ nhé quý vị các bạn. Phần diềm bên trên thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng toàn bộ cái phần diềm bên trên này là bên mình sẽ sẻ chỉ ra, sau đó thì là bên mình sẽ ốp một cái đường phào ở bên dưới phần phào của phần diềm mái. Quý vị và các bạn có thể tham khảo để áp dụng cho cái ngôi nhà của nhà mình nó tốt hơn. Phần phào phía dưới được bên mình có cái gờ móc nước và có những cái đường bóng để sau này chúng ta sẽ đi cái bóng ở bên dưới, nó sẽ rất là đẹp nhé quý vị và các bạn nhé. Đến đây cái đường kẻ chỉ, cái phần gạch của công trình chúng ta có thể xem. Và cái lối lên của công trình lần này là bên HCG thiết kế là lên là bằng 5 bậc như quý vị các bạn nhé. Các cái bậc này nó rơi vào khoảng tầm 150, rất là đẹp. Đây là cái phần sảnh trước này, thì các bạn có thể thấy được rằng bên mình làm thụt lại cực kỳ là hài hòa, cân đối. Sau đó thì chúng ta có bên hông, bên hông này thì là được bên mình thiết kế có một cái dàn hoa rất là đẹp nhé các bạn nhé. Cái video này mình đã chia sẻ cái mô hình 3D của công trình rồi. Đây chính là cái phần dàn hoa của ngôi nhà. Đó, trên đây đó chính là cái phần dàn hoa của công trình như quý vị các bạn. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái nan và có một cái cột ở đằng trước ở đây. Thì quý vị các bạn, cái phần này thì gia chủ có thể trồng những cái cây hoa, ví dụ như là những cái dây hoa hồng leo sẽ làm cho cái công trình nó đẹp hơn. Hay là những cái dàn hoa như là xỉu quân tử, hay là chúng ta có những cái cây hoa giấy chúng ta trồng vào cái dàn hoa này thì sẽ làm tôn cái công trình của mình lên rất là nhiều. Đó chính là cái phần hình thức công trình. Còn toàn bộ cái phần mặt tiền này, quý vị và các bạn đang xem đây là phần cửa trước là cửa gỗ, hiện nay đang là khuôn gỗ nha các bạn nhé, đã quá là đẹp rồi. Phần bên trên này thì là chúng ta có ba cái thanh nóc, ba cái nóc này chúng ta có dùng để làm thu lôi cho cái ngôi nhà của chúng ta. Đây chính là cái ba cái thu lôi và ba cái ấy ở bên trên. Cường xin mời các bạn hãy cùng Cường vào bên trong cái không gian để chúng ta nắm bắt được và áp dụng cho cái khuôn viên cho cái công trình của nhà mình. Bước chân vào bên trong thì chúng ta sẽ có cái phần sảnh ở đây. Đây là chính là các cái phần sảnh được thiết kế thụt lại nhé các bạn nhé. Phần sảnh được thiết kế thụt lại và sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong cái công năng. Cường xin phép là đứng ở đằng trước này để cho các bạn dễ hình dung. Khi mà đứng trước cửa của ngôi nhà thì đó chính là cả một cái không gian. Đây chính là một cái không gian phòng thờ như quý vị các bạn nhé. Phòng thờ lần này thì là bên HCG đang thiết kế với cái kích thước là bằng 3m3 nhân với lại 3m5, tổng diện tích là bằng 12.7m2. Đó, rất là đẹp. Còn không gian phòng khách là hiện nay bên mình làm được là 4m8 nhân với 3m6 là được là 24m2. Đấy chính là cái không gian đầu tiên vào, chúng ta có một cái không gian phòng khách. Sau khi mà chúng ta có không gian phòng khách thì đó chính là một cái không gian phòng thờ. Phòng thờ lần này thì có hai cái cửa sổ ở hai bên hông như quý vị các bạn. Thì đấy chính là cái không gian phòng thờ. Và toàn bộ các cái phần trần ở bên trên này thì là được bên HCG thiết kế toàn bộ bằng chúng ta gồm là đây là các cái phào bằng bê tông như quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp, các bạn có thể xem
cái cách trang trí phao lần này để nắm bắt cho cái ngôi nhà của nhà mình nó tốt hơn. Đối diện phòng thờ đó chính là cái không gian phòng khách nha quý vị các bạn nhé. Các bạn có thể thấy được rằng trên cái màn hình mà bên mình đang quay ở đây, đó chính là một cái đẹp giống như một cái bức tranh đồng quê nha quý vị các bạn đó, qua những cái ô cửa sổ. Và toàn bộ các cái phần trần của phòng khách cũng được bên HCG thiết kế với lại các cái phần phào chỉ rất là đẹp được nhấn nhá ở đây. Và các bạn có thể thấy được rằng là có một cái móc để chúng ta treo đèn nha quý vị các bạn. Đấy chính là cái không gian của công trình. Tiếp theo thì Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn về các cái không gian phòng ngủ của ngôi nhà. Đối với cái không gian phòng ngủ của công trình lần này thì được bố trí ở phần hai bên hông. Đây Cường đang đứng ở cái phần phòng thờ mà nhìn ra bên ngoài, thì đây chính là hai cái phòng ngủ như quý vị các bạn. Mình xin phép là sẽ đi để cho các bạn dễ hình dung, sau đó thì mình xin phép là quay trực tiếp cái bản vẽ hồ sơ để cho các bạn nắm bắt được. Đối với cái công trình thì cực kỳ là thoáng và mát. Đứng ở giữa cái không gian phòng khách, quý vị các bạn có thể thấy được rằng đây là một cái ô cửa sổ cũng được giống đẹp như những bức tranh nhé quý vị các bạn nhé. Và vào cái hành lang này thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ riêng. Đây là một phòng ngủ này, và bên này thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ riêng nữa, và phía sau cùng đó chính là một cái phòng vệ sinh nhé quý vị các bạn. Chúng ta sẽ đi vào sau cái phòng ngủ lần này. Và cái diện tích cái phòng ngủ lần này bên mình đang thiết kế là bằng 16.6 m². Mình xin phép là sẽ quay cho các bạn xem để các bạn nắm bắt được. Đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào bên trong. Đây ạ, các bạn thấy không ạ, cái bức tranh này nó rất là đẹp, bức tranh đồng quê cực kỳ là đẹp luôn. Mình đang quay trực tiếp bằng điện thoại của mình. Hôm nay thì mình đang có cái công trình ở tại, hôm nay thì Cường đang có một cái công trình ở tại Hà Nam, thế nên là mình sẽ quay trực tiếp cái video này bằng cái điện thoại của mình để cho các bạn nắm bắt được. Và ở đây đó chính là một cái bức tranh rất là đẹp. Và phía ở đằng sau này chúng ta sẽ có là hai cái cửa sổ mở rất to. Và đây cũng là một cái cửa sổ mở rất to, nhưng mà đây chính là một cái khoảng bức tường chống. Cái bức tường này nó sẽ có một cái công dụng cho quý vị và các bạn, rằng đó chính là để chúng ta đặt cái giường của chúng ta các bạn nhé. Còn ở phía đây những cái lỗ này là chính là cái chỗ mà để chúng ta đặt ổ điện trên đầu giường. Còn đây ở cái phần cửa sổ to này có một cái lỗ để chúng ta đặt ổ điện trong quá trình của chúng ta làm việc hay là chúng ta cắm quạt nha quý vị các bạn. Thì mình xin phép là sẽ quay luôn cái diện tích cái phòng này cho các bạn xem ạ. Trên màn hình các bạn đang xem đây, đó chính là cái khuôn viên, cái công năng, cái bộ hồ sơ của nhà anh Nguyễn Đức Thể nha quý vị các bạn nhé. Thì lúc nãy mình đang đứng ở cái phòng ngủ này, và đây chính là cái không gian phòng thờ này, và ở đây chính là cái phòng ngủ mà mình đang đứng đó. Thì cái công năng của công trình lần này là cái phòng ngủ này đang có kích thước là bằng 14.9 m² đó, có hai cái cửa ở đây đó, và đây có một cái cửa chính. Thế còn là cái phòng thờ này hiện nay đang có kích thước là bằng 12.7, ở đây có phòng ngủ bên ngoài này là bằng 12.2 và phòng ngủ này là bằng 16.16 m², cũng có một cái cửa sổ mà đằng sau. Ở đây có phòng ngủ này là có một cái cửa sổ chính, và phòng ngủ này cũng là bằng 14.9 m². Đây là một cái phòng bếp ăn nha quý vị các bạn nhé. Đằng sau chúng ta có hai cái phòng, một xí, một tắm, và có lối đi xuống cái phòng ngủ trước. Thì cái bộ hồ sơ này là bộ hồ sơ chi tiết, mình xin phép là sẽ dở cái phần 3D ra để cho các bạn xem, xong đó thì chúng ta sẽ đi tham khảo thêm cái công năng của công trình. Đó, đây chính là cái phòng khách, đây là phòng khách này, phòng thờ, ngủ. Và đây chính là cái không gian phòng bếp này. Đó, và quý vị, đây có một cái phòng vệ sinh. Đó, thì về cái phần hình thức thì y hệt như cái công năng, cái công trình mà bên mình thiết kế. Cái hồ sơ thì là hồ sơ bản vẽ chi tiết nhé các bạn nhé. Tất cả các bản vẽ từ kiến trúc, kết cấu, điện nước thì đều đầy đủ hết. Kết cấu thì sẽ dư rất nhiều bản vẽ, nó 42 bản vẽ lần cơ, có chữ ký đóng dấu của công ty cổ phần kiến trúc HCG. Bộ hồ sơ lần này bên mình đã giao cho chủ đầu tư từ năm 2022, từ tháng 10, nhưng công trình bây giờ mới đang rơi vào giai đoạn hoàn thiện nhé quý vị các bạn nhé. Đấy chính là cái công trình lần này, và mình xin phép là sẽ quay tiếp cho quý vị các bạn xem về cái công trình để cho các bạn nắm bắt được và áp dụng được vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình. Nếu mà bạn nào mà đang có ở cái khu vực Lỗ Hà, Duy Tiên, Hà Nam thì quý vị và các bạn có thể tới trực tiếp cái khu vực công trình của nhà anh Nguyễn Đức Thể để chúng ta có thể là xem, nắm bắt được và áp dụng cho cái ngôi nhà nhà mình tốt hơn. Như lúc nãy các bạn đã xem qua phần 3D thì các bạn có thể hình dung ra đây chính là một cái hành lang. Cái hành lang này cực kỳ là rộng. Cái hành lang này nay bên mình đang thiết kế là được 1,5 m nha quý vị các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ. Ở phía cuối này là một phòng ngủ này, đây là một phòng ngủ. Các cái cửa này là các cái cửa nó không đối nhau nha quý vị các bạn. Cái cửa này không đối nhau. Và phòng ngủ này thì hiện nay đang có cái kích thước là
12,2 m2 đó, có một cái ô cửa mở rất to và nhìn ra bên ngoài giống như một cái bức tranh. Bên trong thì là được thiết kế các cái điểm G phào chỉ nhẹ nhàng, đơn giản hơn đó, để các bạn có thể xem để nắm bắt và áp dụng cho cái công trình của nhà mình nó tốt hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xuống bên dưới bếp ạ. Đây là cái phần đường để chúng ta xuống dưới bếp nha quý vị các bạn nhé. Thì phần xuống dưới bếp này thì chúng ta cũng có một cái phòng ngủ ở đây. Đó, đây là cái nếp nhà cũ của nhà anh. Ở mỗi một cái không gian thì đều có những cái hình ảnh về một cái vùng quê cực kỳ là đẹp, gần gũi với thiên nhiên, với con người. Còn từ cái không gian xuống bếp này, đó chính là một cái không gian phòng bếp nha quý vị các bạn nhé. Đây chính là cái không gian phòng bếp. Cái kích thước diện tích phòng bếp này là được 18 m2 nha quý vị các bạn nhé, 18 m2. Mà đây chúng ta có một cái mặt bếp này. Mặt bếp này thì là bên mình sẽ đổ toàn bộ bằng bê tông đó. Sau đó đây là cái phần nấu này. Đây là phần chậu dừa này. Đó thì chúng ta có thể xem các cái phần chậu dừa. Và phía này là chính là cái lỗ để chúng ta hút mùi cho cái công trình. Phía ở đằng sau đó chính là chúng ta có thêm là một xí, một tắm nhé các bạn nhé. Các bạn có thể là dễ dàng hình dung ra cái khuôn viên, cái công trình lần này hơn. Và đây đó chính là cái lối xuống cái không gian bếp của công trình, nhà cũ của công trình đó. Đứng từ cái không gian xuống nhà cũ thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là đây đó chính là cái khuôn viên khi mà chúng ta đi từ bên ngoài vào là nhìn thấy đây là cái bếp quý vị và các bạn nhé. 18 m2, có hai phần cửa mở rất đẹp đó, một cái phần cửa mở trước và một cái cửa mở ở bên hông như quý vị và các bạn. Đối với lại những cái không gian cửa mở như thế này nó sẽ cực kỳ là thoáng và hạn chế được cái bay cái mùi đi cho cái khuôn viên, cho cái công trình. Và ánh nắng sẽ được cực kỳ là chan hòa vào trong cái bức tường của chúng ta. Tại sao lại có ánh nắng chan hòa như này là vì cái góc này đó chính là cái góc cuối hướng tây, nhưng mà buổi trưa sẽ rất là mát, còn buổi chiều thì hơi nắng một chút. Thế nhưng đối với những cái ánh nắng này nó sẽ có một cái công dụng gia chủ, đó chính là làm cho cái không gian của chúng ta nó sạch hơn, nó bay mùi và nó không bao giờ bị ảnh hưởng đến cái công trình của nhà mình như quý vị và các bạn nhé. Còn bây giờ thì là mình xin phép là sẽ ra bên ngoài quay lại một chút nữa để cho các bạn có thể nắm bắt được ạ. Wow, nắng quá các bạn ạ. Mình đang ở bên ngoài và mình xin phép là sẽ quay lại cái công trình của bên mình cho các bạn để các bạn có thể nắm bắt được và áp dụng được vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình. Mình xin phép là sẽ quay lại về cái mặt tiền cho các bạn nhé các bạn nhé. Đây là cái phần tổng quan. Đối với công trình lần này thì là nguyên cái phần thô đã cắt tổng cái chi phí nó rơi vào khoảng 13 gần 1 tỷ rồi. Hơn 1 tỷ một chút rồi. Nếu bạn nào mà có nhu cầu tư vấn thiết kế kiến trúc, lồng ngoài thất và phong thủy cảnh quan sân vườn thì các bạn hãy liên hệ ngay với kiến trúc HCG để HCG có thể kiến thiết cho các bạn một cái công trình đẹp nhất, tốt nhất và chất lượng nhất cho quý vị các bạn. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.